Hello, xin chào các em. Hôm nay chị em chúng ta cùng chơi tiếp cuốn sách Mê Cung Kỳ Thú nào. Và chủ đề ngày hôm nay là đời sống. Trên cuốn sách này có in rất nhiều hình của những vật dụng trong nhà của chúng ta nè. Chắc chắn là nhà bạn nào cũng có những vật dụng này luôn. Bây giờ chúng mình sẽ mở ra và xem sơ sơ là trong này có những mê cung nào nhé. Và cuốn sách này có thật là nhiều màu sắc. Khi chơi cuốn sách này thì chúng ta còn có thể rèn luyện khả năng quan sát, ghi nhớ nè, nâng cao khả năng tư duy, phán đoán. Và những mê cung trong cuốn sách này được thiết kế giúp cho chúng ta có được sự đột phá về tâm lý, nâng cao trí tưởng tượng và rèn luyện thị giác nữa nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cùng giải mã mê cung đầu tiên, đó là một cái nồi cơm điện. Nồi cơm điện thì nhà bạn nhỏ nào cũng có luôn. Hôm nay thỏ mẹ phải dùng nồi cơm điện để nấu cơm. Chúng ta sẽ phát hiện trên đường đi có hình xe tải, quả cà chua và bình hoa. Mê cung đầu tiên chị Ami vượt qua khá là dễ dàng. Và chúng ta đã về đến đích rồi. Các em nhỏ hãy chú ý đường đi của chị Ami ha. Và nhớ là phải phát hiện thêm đường tắt nào đó, đi nhanh hơn chị Ami luôn. Trang kế tiếp chúng ta sẽ giải mã mê cung của một cái điện thoại. Tên tiếng Anh là phone. Alo, xin chào, có phải là bạn lợn con không? Tớ là cún con đây. Bạn cún đang gọi điện cho bạn lợn đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm đường đi và trên đường chú ý phát hiện quả táo, màn hình và túi sách. Cái điện thoại này có màu vàng khá là nổi bật và xem ra đường đi thì cũng rất là dễ. Chúng mình đã về được đến đích rồi. Nào, kế tiếp hãy cùng chị Ami khám phá mê cung của cái đàn piano. Và nhìn sơ sơ qua thì chị thấy nó không có giống một cái đàn piano cho lắm. Có lẽ đây là mặt sau của cái đàn. Âm nhạc đã cất lên, hãy cùng thưởng thức bản nhạc này nào. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ điểm xuất phát để về đến đích. Trên đường đi chú ý phát hiện chú bướm, người công nhân và cây bút chì. Chúng ta sẽ chuyển sang trang tiếp theo nhé. Đây là một cây trống. Một cái trống rất là to, to hơn những người đánh trống luôn. Và tất nhiên rồi, đây là một cái trống để trên một cái đàn xe diễu hành, thật là rực rỡ. Rồi chúng ta hãy bắt đầu xuất phát nha. Và nhớ là chúng ta sẽ phát hiện ra chú cừu, chậu hoa và chú ốc sên. Rồi có vẻ như là cái trống này nó đang làm khó chị Ami thì phải. Hoặc là do chị chơi nhiều quá nên bị hoa mắt mất rồi. Chị có đi vào một số đường cục ở đây. Khi phát hiện đường cục thì chúng ta sẽ chuyển hướng và để tìm ra đường về đích. Đó, trong cái bức tranh hình trống này chị đã đi sai hai hướng nè các em. Nhớ rút kinh nghiệm của chị Ami nha. Kế tiếp là xếp hình gỗ. Nhìn xem những tòa nhà của thỏ con mới xây đẹp làm sao. Hãy bắt đầu từ điểm xuất phát để đi đến đích. Trên đường đi, chú ý xuất hiện quả cà, ghế sofa và chú sâu róm. Một cái mô hình nhà gỗ rất đẹp và nhiều màu sắc của bạn thỏ. Bạn thỏ cũng rất dễ thương. Và vì quá nhiều màu sắc cho nên là chúng ta cũng phải cẩn thận khi tìm đường đi nha. Đó, chị Ami lại đụng đường cục nữa rồi. Chị sẽ mau chóng quẹo ra một con đường khác và nhanh chóng về đến đích nào. Như vậy trong cái trang này chị đã đi sai một hướng. Tiếp theo là kèn trumpet. Toe toe toe, tiếng kèn đã vang lên rồi. Buổi hòa nhạc rừng xanh đã bắt đầu. Hãy bắt đầu từ điểm xuất phát để đi đến đích. Trên đường đi chú ý phát hiện rèm cửa, củ hành và chiếc áo. Đây là một cây kèn thổi rất là hay. Và trên này thì chị thấy các bạn thú trong rừng rất là dễ thương, cũng đã cầm cho mình mỗi người một cái nhạc cụ để bắt đầu buổi hòa nhạc đó các em. Nhìn rất là vui. Rồi, vật dụng tiếp theo trong gia đình của chúng ta đó là ghế sofa. Chào mừng các bạn nhỏ đã đến nhà mèo con.
Trong nhà có bộ ghế sofa thật đẹp, xin mời ngồi. Và hãy bắt đầu từ điểm xuất phát để tìm đường đi đến đích, chú ý phát hiện quần sót, máy bay và chú khỉ. Nhà bạn nhỏ nào cũng có một cái ghế sofa để cho khách đến ngồi đúng không? Đây là vật dụng rất quen thuộc. Rồi chúng ta đã giải mã xong mê cung của trang số 14 này. Tiếp theo là một cái cặp sách đi học của các bạn nhỏ đây. Ồ, cặp của ai đây nhỉ? Sao mà to thế? Có phải là cặp của khủng long không? Chúng ta hãy bắt đầu tìm đường về đích nào. Và trên đường đi sẽ có chú gà trống, tàu hỏa và ghế sofa. À, và các em nhỏ của chị có biết tiếng Anh của cặp sách gọi là gì không nào? Bây giờ thì hãy bình luận xuống phía dưới nào. Tiếp theo là một cái ấm đun nước. Nó là một cái ấm điện và nấu nước rất là nhanh sôi. Bạn nhỏ của chúng ta hình như là đang khát nước và cần cái ấm này rót ra cho một miếng nước uống thì phải. Thôi chúng ta sẽ quay lại với mê cung và trên đường đi sẽ có cái cây, máy bay và chim cánh cụt nhé. Như vậy chị cũng đã hoàn thành được về đích rồi. Món đồ dùng tiếp theo đó là đèn bàn. Đèn bàn thì tiếng Anh gọi là lamp. Gấu con đang ngồi làm bài, nhớ bật đèn nhé, để bảo vệ đôi mắt. Hãy bắt đầu từ điểm xuất phát để đi đến đích. Trên đường đi chú ý phát hiện chị gái, ngôi nhà và mèo con. Và chúng ta sẽ đi từ phía đầu của cái đèn này xuống những bông hoa. Và hãy nhìn cho kỹ đường đi nha, bởi vì cái này nó khá là ngoằn ngoèo và nhiều đường. Tiếp đến thì mình sẽ xuống cái phần trụ của đèn. Và khi đã tìm được một chú mèo con rồi thì tất nhiên là mình sẽ về được đến đích. Tiếp theo chúng ta sẽ giải mã một cái đàn tên là cello. Các nhạc công bắt đầu diễn tấu. Hãy bắt đầu từ điểm xuất phát để đi đến đích. Trên đường đi chú ý phát hiện hà mã nè, chuột con và chú ong. Rồi các em hãy cùng đi với chị nha. Phía dưới này thì các bạn cũng có cầm nhạc cụ nè, có bạn hà mã, bạn thỏ, bạn mèo và bạn gấu trúc, dễ thương quá. Ồ, đây là bàn chải và kem bánh răng các em ơi. Rồi đây là một dụng cụ không thể thiếu được mỗi khi mà chúng ta thức dậy. Cũng như là khi chúng ta đi ngủ, các em hãy nhớ đánh răng 2 lần một ngày để bảo vệ răng của mình nha. Và nhớ là đừng có ăn kẹo nhiều. Chúng ta đã về được đến đích rồi nè. Và tiếp theo là trang quần áo. Ồ, ở đây có một bộ đồ rất xinh, có một chú gấu ở trên nữa. Mẹ giặt quần áo, mình cũng giúp đỡ mẹ. Hãy bắt đầu từ điểm xuất phát để đi đến đích. Trên đường đi, chú ý phát hiện quả táo, ngôi nhà và chim cánh cụt. Đó, ở trang này thì chị Amy lại bị lạc lối mất rồi, toàn đi vào đường cụt thôi. Hãy bình tĩnh nào, chúng ta sẽ tìm ra một cái lối đi khác ha. Chắc chắn là các bạn nhỏ của chị đã tìm được lối ra nhanh hơn chị rồi đó. Thế là trong trang này chị đã đi lạc 2 lần. Tiếp theo sẽ là một cái máy ảnh. Không chần chờ gì nữa, chúng mình sẽ xuất phát thôi. À, và khi chụp hình thì các bạn phải cười đúng không nào? Khi cười thì mới có một tấm hình đẹp được. Khi mà đi qua một bạn gấu trúc nè, tòa lâu đài và chiếc ví là chúng ta sẽ về được đích thôi. Cái ô à, và cái ô cũng là trang cuối cùng của chúng mình rồi. Cái ô tiếng Anh gọi là umbrella.
Trời mưa rồi, phải mở ô ra thôi. Hãy bắt đầu từ điểm xuất phát để đi đến đích. Trên đường đi, chú ý phát hiện bông hoa, tủ quần áo và hươu cao cổ. Nhìn cái ô này có nhiều đường ngoằn ngoèo như vậy thôi, nhưng mà chị thấy nó khá là dễ đi đó các em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại những cái mê cung mà chúng ta đã giải mã được trong cuốn sách này nhé. Đầu tiên là cái ô nè, cái ô màu vàng rất đẹp. Tiếp theo là cái máy ảnh, quần áo, bàn chải và kem đánh răng, đàn cello, một cái đèn bàn để cho bạn gấu học bài, ấm đun nước, cặp sách, ghế sofa, kèn trumpet, xếp hình gỗ, một cái trống thật to, đàn piano, điện thoại nè, nồi cơm điện. Đó là tất cả những vật dụng và tất cả những mê cung mà chúng mình đã cùng nhau giải mã. Rồi các em ơi, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh của chị để xem nhiều video nữa nha. Và nếu có góp ý gì thì hãy nhớ bình luận xuống dưới cho chị Ami biết luôn. Còn bây giờ chào các em, hẹn gặp lại nha, bye bye.